Em nên một con giải mã Onkyo V77. Con này là em chỉ bán giải mã không nhá. Vâng, đấy. Còn các chức năng khác thì em không bao chạy. Mà thôi. Em test thử xem nó như thế nào nhá. Đấy. Em thử cho VCD nhá. Xem vào xem nó có đọc được cái gì không. Và cái MD thì nó lâu rồi em sẽ không test nữa nhá. Và đấy, nó có lốt đấy nhưng mà không biết nó có đọc được không. Đấy, mắt nó hơi kém rồi đấy. Mắt nó kém rồi nhá, nó có lốt đĩa nhưng mà nó không đọc được nhá. Cái này về quý vị phải thay mắt lại đấy. Về quý vị phải thay mắt cho em. À đấy. Lần thứ hai thì nó lại lốt đọc được đây. Để em thử đấu một chiếc loa vào xem. Xem là nó có phát ra tiếng không nhá. Xem nó có phát ra tiếng không. Rồi. Con này thì mắt kém rồi nhá. Về quý vị thay mắt đi. Đấy. Đấy. Lên nhá. Đấy. Tuy nhiên là con này quý vị xác định luôn đi là phải dùng đĩa cực xịn này. Đấy, dùng đĩa cực xịn thì mới được. Chứ đĩa thường nó không chạy được đâu. Về mong muốn là nó chạy thì quý vị lên mang ra thợ thay mắt nhá. Hoặc là về quý vị cảm thấy nó dùng được thì mình vẫn cứ dùng thôi nhá. Đấy. Đó. Tiếp theo là em sẽ test cái phần qua điện thoại luôn nhá. Đấy. Test phần qua điện thoại luôn. Đấy. Test nhanh qua. Đấy. Em test nhanh cái phần qua điện thoại luôn cho quý vị nhá. Đấy. Sẵn có cái loa này. Đấy. Đây, em mở nhạc luôn qua điện thoại nhé. Nhạc đây. Bây giờ muốn qua điện thoại bây giờ thì chúng ta sẽ phải ấn vào cái nút này. Đấy, đường này em cắm đường này nhá. Đấy. Đây là đang chạy một vế công suất nhá. Em thử một loa để em thử hai vế công suất cho tiện. Đấy, bao chạy cả công suất cho quý vị luôn. Bây giờ chuyển đổi sang cái công suất khác nhá. Đấy, chuyển đổi sang đây này. Đấy. Chuyển sang cái bên này. Đấy. Ok nhá, hai vế công suất đều chạy nhá. Qua điện thoại thế thôi. Còn chủ yếu chúng ta là vẫn sử dụng để cái phần giải mã nhá. Đấy. Bây giờ em sẽ test nốt cái phần giải mã cho quý vị nhá. Phần giải mã ở đây thì em sẽ lấy đường out ra nhá quý vị nhá. Nhiều quý vị hỏi em là thế nó có lấy được ra đường âm đi không? Tín hiệu quang từ tivi vào đây và sau đó tín hiệu là analog là dây analog đây là dây AV để vào âm đi này nhá. Đấy. Em sẽ thử qua nhanh thôi. Đấy, không có là nó liên quan đến bản quyền vì
chạy nhạc đây nhá, em sẽ mở này. Đấy, bây giờ nó không còn dùng đến cái loa này nữa, bởi vì giải mã em rút nó đi nhá, giải mã không chỉnh to nhỏ và không chỉnh bắt tép được nhá. Đấy rồi, ok, bây giờ em sẽ sang bên này để xem nhá. Đấy. Đấy. Đấy, đang chạy qua âm đi. Ví dụ đây, em nghe nè, âm đi kia cũng không chạy được nữa rồi, bởi vì nó giải mã qua đây mà. Đấy, buộc phải, đấy, phải qua đây nhá. Giải mã ra tiếng rất hay. Đấy. Rồi, quá hay rồi các bạn nhé. Đấy. Này, như Quỳnh nó liên quan đến bản quyền cho nên em cũng sẽ xin được bật ít thôi nhé. Đấy, đây. Thì khi giải mã ở đây nhé, thì quý vị chỉnh bát tép ở trên âm ni nhé. Đấy, nó không chỉnh được to nhỏ và không chỉnh được bát tép ở trên máy đâu nhé. Đây. Đấy. Đây, ví dụ em vẫn to nhỏ đây, không tác dụng nhé. Không tác dụng đâu nhé. Đấy. Đấy, chứ không phải là vận to nhỏ là tác dụng ở trên này đâu nhá. Đấy, còn nếu mà quý vị cắm ở đường phone này nhá, đấy, thì có thể vận to nhỏ. Em thử luôn cái đường phone này cho quý vị luôn. Đấy. Đó, để quý vị, một số quý vị biết luôn nhá. Đây, em sẽ thay thế cái dây AV này bằng một cái dây đấy, 3.5 ra AV. Vẫn là theo cái đường đấy thôi nhá. Đấy. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại sử dụng nhá. Bây giờ chúng ta vận lên đây. Chúng ta không thấy tiếng đúng không? Vận âm đi nên không thấy tiếng. Vậy thì phải vận đây này. Đấy, quý vị thấy chưa? Lúc này thì nó xử lý tiếng theo to nhỏ ở đây. Đấy. Nhưng quý vị lưu ý khi chuyển qua đây thì có một điều là nếu mà chúng ta vận to quá thì nó sẽ bị vỡ tiếng nhé. Bởi vì nó xử lý qua công suất. Đấy. Nó không phải xử lý qua mạch như kia. Nó xử lý qua mạch rồi và xử lý tiếp đến cả công suất. Cho nên nó sẽ được khuếch đại bằng cả cái công suất. Khi chúng ta vận volume lên như thế này. Đấy. Thì nó bắt đầu mới lên nhá. Đấy. Lúc đấy thì volume này mới có tác dụng. Đấy. Ok. Em đã thử cho quý vị con giải mã này rồi nhá. Đấy, đĩa của nó thì đọc rất là kém. Quý vị phải dùng cái đĩa xịn may ra mới đọc được. Còn không có thì có thể nó không đọc được. Đấy, con này là chạy thứ nhất là về điện thoại. Thứ hai là giải mã. Đấy, và công suất phát nhạc qua điện thoại. Ok nhá. Đấy, thực ra quý vị cũng chỉ dùng như thế thôi. Giá con này thì bình thường là 1.290.000. Tuy nhiên, hôm nay em bán cho quý vị con này với giá cực kỳ rẻ. Đấy. Em bán cho quý vị là 1.090.000. Và em tặng bộ dây này trị giá, nếu mà quý vị mua ngoài thị trường nó khoảng 300.000 nhá. Đấy. Gồm có dây quang trị giá 150, nhưng nếu quý vị mua ngoài thấp nhất phải 250 đến 300.000. Và một dây AV trị giá 50.000 nhá. Đấy. Tổng trị giá là lên tới 200.000. Đấy. Thì giá của con đầu này thôi là 1.090.000 thôi nhá. Đấy, quý vị nhìn đây. Đấy. Đầu về rất là ok. Đấy, em sẽ tháo cái dây quang và dây 3.5 này ra nhé, để quý vị và các bạn xem luôn. Đấy, xung quanh của nó nhé. Khi cắm cái dây quang vào nó hơi chặt là mình sẽ phải dùng kỹ thuật một tí để mình rút ra. Đấy, quý vị đây nhé, cái đường quang này quý vị lưu ý cắm phải cắm chặt vào nhé. Đấy.
Đấy, đây, con V77, Onkyo V77 công suất 55W, điện 100V. Đấy. Cổng nai này dùng để cắm điện thoại, đây là nai in và đường out ra. Thứ hai là quý vị có thể để cắm xuống một âm ni. Và tiếp theo, cái đường CRR out khác nữa, quý vị cũng dùng để cắm sang một con âm ni khác nữa nhé. Đấy. Đây là đường để quý vị có thể ghim một đôi loa Buxell nhỏ. Và con này nó có thể kết nối được thêm một cục súp điện nữa nhé quý vị nhé. Đấy. Rất là tuyệt vời. Ngoài ra nó có thể nghe được AM và FM nếu quý vị kết nối vào cái anten này. Cái này em không quan tâm, về quý vị tự tìm hiểu cho em nhé. Đấy. Ok. Mặt mũi của nó phải nói con này là rất là ok. Đấy. Tình trạng về đây quý vị đây. Nói chung là hàng cũ hàng bãi nó cũng sẽ có xước sát, nhưng con này về nhảy là khá là ok rồi quý vị nhá. Dạ vâng, 1.090.000 được tặng quà tặng như sau. Đấy, giá về còn cực kỳ rẻ. Quý vị nào lấy thì alo ngay cho em nhá. Số điện thoại của em là 0966594581. Quý vị có thể liên hệ thêm một số nữa là 0979891682. Địa chỉ lấy hàng là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé quý vị nhé. Em vừa rút cái dây quang rồi, và khi mà không có tín hiệu thì đường digital nó sẽ nhấp nháy như sau. Để quý vị về, quý vị biết khi cắm dây quang vào nó hiện lên nhảy là mình chưa cắm đúng thao tác nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.